Chào bà. Vĩnh Đức. Vĩnh Phúc. Con. Thưa má, con mới về. Thưa má, con mới về. Tụi con về là tốt rồi. Mau vô trong thắp nhang cho cha đi. Dạ dạ. Tôi tự làm được. Đưa cho anh hai. Thưa má, đây là... Đây là Hân. Không biết mấy đứa còn nhớ không? Dạ chào cậu. Hân, em có còn nhớ tôi không Hân? Dạ, hai cậu em đều nhớ à. Các con ngồi xuống đây đi, má có chuyện muốn nói. Dạ, dạ. Cha của hai con qua đời bất đắc kỳ tử. Má thì không đủ sức quán xuyến gia đình, chỉ còn trông cậy vào hai con thôi. Má đừng có lo gì hết. Chuyện này chính là bổn phận của chúng con. Phải thưa má. Có anh hai rồi có con nữa. Má đừng có lo, má yên tâm mà tịnh dưỡng đi. Dạ thưa bà và hai cậu, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi, con xin phép được dọn lên à. Ừ. Phải đó. Đi đường dài thiệt là mệt. Dọn cơm nhanh đi. Dạ. Cái thằng này nghe tới ăn là sáng mắt ra hả? Ừ, đâu phải thưa má. Chẳng qua là con nóng lòng muốn ăn bữa cơm do Hân cất công chuẩn bị mà thôi. Dẻo miệng quá đi. Hân à, con mau dọn cơm đi. Dạ.